Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ đi ra vườn nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi ra vườn, mình tỉa mấy cái nhánh ổi của mình nữa rồi. Chứ mình bẻ bỏ mớ trái nhỏ để mình chuẩn bị mình bọc rồi. Tại vì tháng này cũng tháng hạn rồi nên mình ra vườn mình tỉa nhánh bớt để cho nó hạn chế phát triển, để cho nó nuôi cái cây nó tháng hạn này mọi người. Bây giờ tháng hạn rồi, nước nó cũng khô dữ rồi. Chứ ở đây mình cũng ít tưới lắm, khoảng tầng đầu 2-3-4-5 bữa mình mới tưới một lần, nên cây mình nó cũng hơi bị si á, nên mình tỉa nhánh bớt. Chỉ có số trái nhỏ mình chuẩn bị bọc đó, mình bẻ bỏ bớt để mình chừa mấy trái nào tốt thôi. Rồi xin mời mọi người theo dõi cùng mình nha. Mà mấy ổi đây của mình trồng nha mọi người. Thì ổi này mình trồng cũng khoảng 7-8 tháng này, bây giờ nó cũng cho trái vậy nè. Thì như mấy trái này thì mình để khoảng 1 tuần nữa mình bịch được rồi đó. Bây giờ mình đi mình tỉa tỉa bớt, giống như mấy trái này nó có 2 trái nè, 2 trái chùm này mình tỉa bỏ 1 trái nè, để chừa 1 trái thôi để cho nó lớn. Chứ mình cũng tỉa nhánh bớt nữa. Này nhánh của mình nó dược quá trời, với tháng hạn này nó cũng ít nước nè, nên mình tỉa bớt để cho cây nó tốt. Này mình tỉa nhánh xong rồi khoảng tuần sau nữa mình bịch trái, bịch trái. Vậy mình tỉa nhánh thì mình lấy trái luôn rồi. Giống như nhánh như thế này thì mình tỉa ngang đợi đi, đợi tháng hạn này mình đừng có tiếc nữa. Mình tỉa lại đây nữa, tới mưa xuống là lên đọt non à. Chứ mình để về tháng hạn của mình là cây của mình nó không tốt. Chứ mình tỉa nên nó ra nhánh ra nhánh non nhiều quá, thì trái nó cũng nhiều nữa. Chứ mình để gì đây là cây của mình nó tháng hạn này nó si lắm. Chứ cái nào mà trái nào nó cũng nhỏ đó, này giống như trái này là mình bỏ rồi, mình lấy một trái thôi. Ngay ổi của mình ngay đợt này nó có trái, mà có trái ngay tháng hạn nên nó cũng không tốt phun nữa. Tỉa đọt bớt luôn. Mà thấy trái nhóc bây giờ không, hai trái luôn nè. Tỉa bỏ trái, chừa trái thôi, nên tỉa nhánh bỏ luôn để cho nuôi cái trái nó. Này hai trái luôn nè. Như ở ngoài kia mình cũng có bọc mớ cũng khoảng mình bọc tới giờ cũng gần tháng rồi đó, cũng có con số mình thu hoạch được rồi. Chứ có mình tí mình ra kia mình coi có cái nào thu hoạch được thì mình cũng bẻ luôn. Này phấn trắng quá trời luôn rồi. Hôm qua mình xịt bớt, xịt thuốc một lần, bữa nay nó cũng bớt rồi, phấn trắng nhất rồi luôn. Nên phấn trắng mình không xịt thuốc là để cái cây của mình nó bị nó không phát triển nổi. Mình tỉa cho cây ổi của mình nó lùn xuống rồi, xuống với cái hạn này nó cũng bớt nữa, nó đỡ. Mấy cây này phấn trắng nhiều quá, này nó lớn, trái nó lớn không nổi luôn. Này, ngay ra trái luôn. Mấy cây này còn thấp thì mình để, nếu mình tỉa mấy cây nào cao thôi.
Má trời, cây này trái nhóc luôn rồi, chùm ba mấy trái luôn, có mấy trái chín với mấy trái dái luôn. Mình tỉa vỏ, mình tỉa xong cho nó lớn rồi khoảng tuần sau mình bịch nó lại. Cái này nó bị sâu. Này mấy cái là sâu mình tỉa bỏ hết, mình không để. Có trái ngay mùa hạn này nó cũng không tốt, giống như nó thiếu nước mà. Trái nó cũng không tốt nên mình lấy ít trái thôi, gán nuôi lại tới mùa mưa nó có trái, mùa mưa cái tới đọt non này nó đâm ra là nó có trái lại. Giờ hạn này mình lấy ít thôi, tới mùa mưa mình gán vừa, mình gắn tăng hưu lại, lấy trái nhiều lại, cái cây của mình nó đủ dinh dưỡng mình lấy nhiều trái lại. Cây này hôm qua mình mới xịt thuốc mấy phấn trắng nó cũng rụng bớt rồi. Hôm qua nó đều dữ lắm, đều biết rồi. Mấy cái đọt nó phát triển không nổi luôn. Có mấy trái này cũng gần chắc cũng nửa tháng nữa mới bẻ được. Có mấy cây mà đây trái nhiều, mấy cây mà đây là mình đợt rồi mình bọc chứ cũng nó mới mà giờ nó ra thêm
trái cũng nhóc cái trần nè. Trái này cũng gần bẻ được hết rồi. Đây, trái nhóc cái chân luôn. Mình trồng ổi này là ổi lê nha mọi người. Ở lê với có một số ổi nữ hoàng luôn. Ít ổi lê với ít ổi nữ hoàng. Quá trời, cây này trái luôn, nhóc cái ra luôn à. Nó không lớn không, hình như nó thiếu nước. Tại nay mình cũng trồng ít nên mình không có đi đường nước luôn. Nếu mình trồng nhiều mình đi đường nước thì tháng hạn này mình tưới nó cũng đỡ lắm. Mình không có đi đường nước nên mình không có tưới được. Để lâu lâu cái mình xách xô mình tưới này. Ăn 3-4 bữa cái mình xách xô mình tưới một lần, tưới để cho nó có dự độ ẩm cho cây vậy thôi, chứ nó cũng không có thấm tháp gì nữa. Ngày tháng hạn mình phải tưới nhiều mới được, nếu mình tưới ít quá nó cũng không có thấm tháp gì. Này chủ yếu là mình tưới để mình giữ ẩm cho cây thôi. Mít của mình cũng trồng cũng hơn năm rồi, chắc năm sau là mình để trái được rồi. Phát triển cũng tốt. Tháng hạn này tới tháng mưa xuống mình tỉa nhánh rồi lại rồi mình lấy trái được. Năm nay mà nó đủ nước là ba ổi của mình trái bự lắm, không thiếu nước nên trái nó cũng nhỏ không à. Bây giờ chúng mình kết thúc clip đây nha mọi người. Ở đây còn mấy cây nữa nè, để mình đi tỉa với bẻ trái cho xong luôn. Để chiều có rảnh thì mình tưới cho nó cử nước nữa, để cho nó giữ ẩm rồi 3-4 bữa mình tưới một lần. Rồi mình xin chào mọi người nha. Mình kết thúc clip đây nha mọi người.